tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 cho người tuổi sửu tĩnh kỷ thất thường trở nên kiêu ngạo tử vi tháng năm âm lịch cho thấy rằng đây là khoảng thời gian tốt xấu đang xen đổi với con giáp này mọi việc tiến triển theo chiều hướng tốt hoặc xấu triệu là do thái độ của bản mệnh khi đối diện và giải quyết các tình huống bất ngờ tương hại giảng hòa còn giáp này xuất hiện sự mất kiên nhẫn hành sự thất thường khiến mọi người xung quanh khó hiểu bạn nên thể hiện rõ ràng mong muốn hoặc ý định của mình thì người khác mới biết được đặc biệt là khi bắt tay vào làm việc nhóm như vậy thì các nhiệm vụ được giao mới hoàn thành một cách trôi chảy trần tru tình hình tiền bạc cũng chưa có nhiều biến động rõ rệt bạn có thể là người chăm chỉ và cẩn thận đấy. Xong, phương thức kiểm tiền của bạn có thể đã quả cổ kỹ, lõi mòn, nên không còn thu hút được đối tượng khách hàng giàu giàu như dự kiến. Có lẽ bạn nên dành thời gian để học thêm những kỹ năng, đồng thời tham khảo cách làm của mọi người xung quanh nhiều hơn, Cho nên cứng đầu, cứng cổ. May mắn, tình cảm là điểm sáng trong vận trình tháng năm âm lịch này. Bản mệnh nhận được sự quan tâm chăm sóc của người thân nên khi về đến nhà mọi phiền não cũng đã tan biến rất nhiều. Người nhà cũng tạo thêm động lực cho bạn đối diện với khó khăn, không buông xuôi, đầu hàng trước nghịch cảnh. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 cho người tuổi sủ luận về các phương diện trong cuộc sống. Một luận về phương diện công danh sự nghiệp. Tháng năm âm lịch này thấy rằng vận trình sự nghiệp của những chú trâu kém phần hành thông thuận lợi, chủ yếu là do cách hành sự của bản mệnh với mọi người và mọi việc xung quanh. Cục diện tương hại khiến cho bản mệnh trở nên nóng nảy thất thương, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác còn giáp này cần phải hiểu rằng dù bạn có tài giỏi hay thành tích trực rỡ như thế nào thì không phải lúc nào bạn cũng là người đưa ra những nhận định và ý kiến chính xác nhất. Hãy lắng nghe mọi người xung quanh là không bao giờ thừa cả. Thậm chí thông qua quá trình này bạn còn tích lũy thêm được những kinh nghiệm hoặc kiến thức mới một cách đáng quý giá. Nguyệt lệnh là lâm dưỡng cho thấy bạn vốn là người chăm chỉ, cẩn mẫn, cẩn thận. Ưu điểm của bạn luôn được lãnh đạo đánh giá cao. Điều này cần phải thay đổi chính là thái độ cứng nhắc, thiểu cởi mở của mình khi tiếp nhận những vấn đề mới mẻ. Nếu cứ mãi đi theo một lối mòn quen thuộc, bạn sẽ không thể đạt được những thành tích đột phá, rút ngắn thời gian chạm vào cải đích mình đã đặt ra. Hãy thử sức mình trong những lĩnh vực mới mẻ hơn, rất có thể bạn sẽ còn phát triển ra năng lực tiềm ẩn của mình nữa đấy hai luận về phương diện tài chính tình hình tài lộc của những chủ trâu cũng chưa có những dấu hiệu phát triển đáng kể trong tháng năm âm lịch này bạn nên kiên nhẫn hơn trên con đường làm giàu trở nên sốt ruột khi mình chưa thu được những thành quả Cục diện tương hại tác động con giáp này nên hoàn thành cho tốt các kế hoạch còn đang gian dở của mình. Với những dự án mới, bạn cần thêm thời gian để cân nhắc. Không cần vội vàng chạy theo xu thế của thị trường, cuối cùng lại soi hỏng bỗng không. Đối với những ai làm công ăn lương cũng nên chăm chỉ nghiêm túc khi tiến hành những công việc dù không nhận được thêm các khoản thưởng nóng đi nữa thì ít nhất bạn cũng trở nên phạm phải các loại sai lầm để bị phạt tiền hoặc phải dùng đến tiền để đền bù thiệt hại. Nếu muốn cải thiện thu nhập của mình, bạn có thể dành thêm thời gian cho các công việc làm thêm. tuổi tiền không mấy dư giả, người tuổi sửu cũng phải chịu tác động của tiểu hao. khuyên bạn chi tiêu cũng cần phải có kế hoạch rõ ràng cho nên mua sắm theo cảm hứng nhất thời bởi các khoản tiền tưởng nhỏ nhưng khi gấp lại sẽ khiến bạn tổn hại một khoản khá lớn đấy. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Bước sang thẳng mậu ngọ, ngư tủ sủ trải với các dấu hiệu bất ổn trong vận trình sự nghiệp của mình và tài lộc thì con đường tình duyên lại khá hành thông còn dắp này có thể hài lòng với cuộc sống riêng tư của mình, với những ai đã lập gia đình, bạn nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của người ấy trên nhiều quyết định. Đồng thời người ấy cũng có thể phân tích cho bạn những mặt lợi hại của vấn đề để bạn có thể đưa ra những quyết định chuẩn xác nhất. Các thành viên trong gia đạo cũng hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau khiến bạn cảm thấy yên tâm công tác. Người nhà có thể trở thành động lực giúp bạn vượt qua khó khăn thậm chí thử sức mình trong những lĩnh vực mới mẻ. Với các bạn còn độc thân, bạn có thể sẽ nhận được lời mời làm quen đối với các bạn bè khác giới. Chỉ cần bạn chịu mở lòng và chịu dành thời gian cho đối phương thì chắc chắn mối quan hệ giữa hai người sẽ ấm lên nhanh chóng. Tất nhiên, hai người cũng cần có sự thời gian không nên quá vội vàng. Hãy tiếp tục dành thời gian để trò chuyện, tìm hiểu, bạn sẽ nhận ra đối phương có phải là người phù hợp với mình hay không, từ đó đưa ra những quyết định thì cũng không muộn. 4. luận về phương diện sức khỏe. Nhìn chung, sức khỏe của người tuổi Sửu vẫn duy trì được khá tốt, dù công việc chưa đạt được những mục tiêu như bạn cũng không suy nghĩ hay trách móc bản thân quá nhiều, ngược lại bạn tìm ra cách để động viên mình tiếp tục tiến về phía trước. Để duy trì một cơ thể khỏe mạnh, còn giáp này hãy luôn nhớ giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, trở nên thức quả khuya hoặc tiệc tùng quá nhiều, sử dụng nhiều rượu bia và các chất kích thích khác. Cảm nang vượng vận cho từng tuổi sổ vào tháng 5 âm lịch năm 2023 như sau. Một tuổi kỷ sửu sinh năm 1949, mệnh hỏa, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, tính khí thất thường, dễ mâu thuẫn với người khác. Quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi tỵ, tiểu nhân tuổi ngọ, tuổi mùi, màu sắc may mắn màu cà phê, màu vàng. Hai tuổi tân sửu sinh năm 1961, mệnh thổ, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, trở nên vội vàng đầu tư hãy tìm ra hướng làm ăn mới. Quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi hợi, tiểu nhân, tuổi tuốt, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu nâu, màu xám. 3. Tuổi quý sổ, sinh năm 1973, mệnh mộc, nam sao phần hởn, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Quan hệ vợ chồng hòa hợp đôi bên trở thành động lực của nhau. Quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi tỵ, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi tuất, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, mệnh kim. Nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, hai cởi mở hơn trong các mỗi quan hệ, bạn sẽ được nhiều người yêu mến. Quý nhân phù trợ, tuổi hài, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi dân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng kim. năm tuổi đinh sửu sinh năm 1997 mệnh thủy nam sao một đức nợ sao thủy diệu khẩu quyết hạn chế chi tiêu cho các việc không cần thiết cẩn thận trái tuổi quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi tý tiểu nhân tuổi ngọ tuổi dậu màu sắc may mắn màu nâu màu tím